xin chào các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay lại đi chợ này mà vắng vẻ quá thì không quay. Thôi, ra đây quay đi chợ sớm thì quay một số cây để xem quá nha. Vắng vẻ quá, tôi chưa thấy cái gì nó đặc sắc. Cái gì đặc sắc thì vào khu vực công lập này này. Để xem nó nói chuyện nhé. Con xanh cổ này hay quá nhỉ. Cổ ba đấy. À, cổ ba. Mấy tiền một con đấy chú? Bộ chứ mua bộ. À mua bộ à? Thì cứ không đủ tiền thì mua một con thì bao tiền? Con nhìn cái bách lên. Đấy, cứ bảo luôn cho họ khỏi hỏi, cháu mệt lắm. Cứ trả lời suốt ngày. Đấy, ngay đây đúng không? Ngay cạnh cái cây. Chắc là đây đấy. Đáng là lão quá. Cây sang kiến nó thuốc kiến phun nó ở chỗ toàn ra trứng gà có kiến chúa thì mình phun vào đây riêng thuốc kiến là nó chạy hết này. Phun không nhiều cây thuốc kiến thì không ảnh hưởng gì. Đã gọi là thuốc là nó trị vào cây là không có ảnh hưởng gì cả, càng tốt cây. Từ thuốc sâu, thuốc xia cho đến bất cứ thuốc gì, mình chỉ có pha phun trái loại đi lên mình bị. Thiết kế cho để phun cây mà. Nửa tháng là sinh cổ. Mua cái bông trang vàng cái đỏ. Cái cây gì nó quằn quại trong kia chứ nhỉ? Cây gì nó quằn quại trong góc kia nhỉ? Đặc biệt đấy. Gù hương à? Gù hương. Gỗ gù cái gì? Không, cây gù hương, gỗ gù hương, cả cái lá thơm phức ra. Cây gỗ đúng không? Ừ. Chỉ thấy gỗ chưa thấy cây bây giờ. Gù hương. Cây này thế nào? Lên chưa? Đưa về nhà rồi. Và xem gù hương thế nào. Ngồi chụp hổm này. Tùng tùng quá. Gù hương các bạn. Cái này là mấy tiền chú nhỉ? Lâu rồi, 3 tiền nhỉ? Gù hương nghiếc như này. Nó ngửi lá nó thơm à? Lá thơm, mùi cứ như là... Mùi cứ như là là xấu ấy. Mùi như là xấu. Mùi như là xấu nhỉ? Mùi như là xấu, như hoa nó như. Mùi như là... cảm giác ăn là chua ấy đúng không? Chả dám nhấm. Nhấm lại ra đi chết. Chả dám nhấm. Ôi con ốc treo kìa, tưởng là củ hương. Ôi xem sơ sơ đấy. Tối um rồi, không nhìn thấy được. Ôi sao ra ngoài kia quay chợ cho nó sữa. Qua chỗ ông đập tí. Dáng này nhìn những người đẹp. 33
À, lấy rồi gì? Cái cây thiên tuế quả nó hoại rất là cực nhiều luôn. Bao nhiêu cây me đấy hả bác? Dạ. Cây me này 5 triệu ạ. Cây me này nó không như cây me khác, nào nó làm như cảnh xanh, nó giật như cây xanh. Đây này, bác có thể nhìn nhé. Đây này. Nó giật như cây xanh. Giật đá đấy. Gà lá nó nhỏ lại. Giật. Cắt giật. Bác ơi, nếu mà nó lên mà bóng lên thì lại cắt tỉa đi hả bác? Cái này như này thôi ạ. À. Nếu như này nha, bác nghe lên thế này nó dài ra chỉ bấm này thôi. À. Đây nó không quá thế nữa, à, cái thế đó. Bà... À, cái cây. Vâng. Nó chỉ dài cái này lên này. Thế thì ai chứ? Để kéo tắt. Tôi trông thấy nó đẹp thấy chứ tôi không biết là như thế nào đâu bác ạ. Thế mà cứ mua về chơi tập chơi thật. Con nói bà nghe thế này, tất cả những cây nào thế nó cũng đều có cái cảnh nó ngoi lên, đúng không? Đây, đưa, đây. Thì bà bấm đẩy cái xong. À thế ạ. Chứ còn không, nó không phá thế như cái khác nữa. À. Nhưng mà đắt thế. Đắt bình thường. Có gì đâu mà cây... Đấy, cây phi lao thì bao nhiêu hả bác? Cây phi lao 2 chục thế. 2 chục thế. Đấy, rẻ xuống dần rồi đấy. Mỗi cây nó mỗi khác. Không phải là xuống tiền nào của ý các cây phi lao thì là cái khác bà này. Đến là nó nhiều ấy, không còn cúm này, không còn dứt cái là xong. Cắt được. Cúm như cúm tắc nha. Không còn cầm dứt này. Cây phi lao là nó có cái khớp ở lá. Là nó vào cái khớp đấy là nó thì dứt, dứt thì nó không bị đen. Đấy. Không phải cây lao cắt. Chơi được các bạn chơi. Và trong đấy nó hay đẹp chứ còn thì không có kiến thức gì đâu. Chơi thì biết chứ không biết làm được gì. Bạn cây từ lúc còn người chuồng. Cái mè đẹp quá nhỉ. Đây còn cây nhỏ nhỏ hơn này. Chơi cái này được. Còn cây mè nhỏ hơn này. Và cái me đấy là cái me nó là nó cắt giật như cái xanh không có đúng cây của người ta nó cứ đạn đi vuông mà như cây cuốn cây đó cây lá nhỏ ông kia ông ra lấy xe chứ lấy cái chắc này à ra có nhắm cái gì ủng mà họ đâu mà lũ lụt thế để ủng hộ đi vào ngắm nghía cái cây đấy có cái cây nuôi được cái tử đây đơn ba là giống mồi mà chắc gai cái nào anh cũng phải dưới bằng mặt chân đấy á cái 3 triệu vừa bán 3 triệu rưỡi cái này cái bán tùng liễu đấy này 5 triệu đây là đấy nhỉ hả không cây đẹp cây cứ nói đúng là mai chú thử nên là đẹp nhất nó không còn một nhát cắt nào liền tịt từ đầu đuôi. Một điều đặc biệt nữa là cây mai bắc. Cây mai này là cây mai bắc. Thực sự là cây mai bắc là nó quá thần kỳ rồi. Mai bắc. Ơi, khu chợ này vắng quá nhỉ. Ngày chợ vắng vẻ quá nhỉ.